Người sai ta đi khắp nơi, người sai ta đi muôn lối, đem tin mừng cho mọi người. Hôm nay ta ra đi đừng có lo sợ điều gì, ta đem Đức Kitô vào nơi rừng rừng xa xăm. Như những nhà thờ sai ra đi và không sợ hãi, đem Chúa đến mọi miền tỏa lan tình yêu vô biên. Đức Kitô đang sống, chết treo trên thập giá, những người đã phục sinh để cứu chuộc ta, để dẫn ta về, cảm nhận hơi ấm lòng thương xót và tình yêu. Đức Kitô đang sống, mời gọi ta ra đi, đi đến những vùng xa, làm tỏa lan bùng cháy lên ánh sáng và hy vọng, là niềm vui ơn cứu độ. Đức Giêsu mời gọi ta đi, đem lời Chúa đến vùng ngoại vi. Ta là người trẻ quyết tâm ra đi, gian nan sóng gió tại chỉ có Ngài. Giới trẻ là mầm giống tương lai, xây đắp giáo hội sáng tươi vững bền. Vì ta có Chúa ngay bên, hiệp nhất phục vụ anh em là một nhà. Hey! Đức Giêsu sai chúng ta đi đâu, đến với những ai hờ hững xa lạ. Người sai ta đi khắp nơi, truyền giáo tin mừng cứu rỗi. Chúng ta là những người trẻ, ngày con nơi đây có lo sợ, hãy ra đi đem Chúa đến muôn nơi, trao bình an yêu thương đến giữa đời. Ta làm nhân chứng cho Ngài mà thôi. Ta ra đi vẫn nói về Đức Kitô đang sống, chết treo trên thập giá, những người đã phục sinh để cứu chuộc ta, để dẫn ta về, cảm nhận hơi ấm lòng thương xót và tình yêu. Đức Kitô đang sống, mời gọi ta ra đi, đi đến những vùng xa, làm tỏa lan bùng cháy lên ánh sáng và hy vọng, là niềm vui ơn cứu độ. Đức Kitô đang sống, chết treo trên thập giá, những người đã phục sinh để cứu chuộc ta, để dẫn ta về, cảm nhận hơi ấm lòng thương xót và tình yêu. Đức Kitô đang sống, mời gọi ta ra đi, đi đến những vùng xa, làm tỏa lan bùng cháy lên ánh sáng và hy vọng, là niềm vui ơn cứu.